Chú vịt sáng. Vịt mẹ dẫn vịt con đi chơi. Trước khi đi, vịt mẹ dặn: các con phải đi theo mẹ, theo đàn, không được tách ra, đi một mình mà con cáo ăn thịt đấy. Đàn vịt con vâng dạ xối xít. Vừa ra khỏi cổng làng, chú vịt sáng đã quên như lời mẹ dặn. Chú lén đi chơi một mình, lang thang hết nơi này đến nơi khác. Cuối cùng, chú đến một cái ao có rất nhiều tôm cá. Đứng trên bờ nhìn xuống, chú thấy từng đàn cá tôm bơi lội tung tăng dưới nước. Thỉnh thoảng, một con tôm cong mình nhảy tanh tách. Hết quá, chú nhảy xuống mò lấy, mò để. Nước ăn đã gần no, chú mới nhìn lên, chẳng thấy vịt mẹ đâu cả. Hoảng sợ, chú nhảy lên bờ, gọi mẹ ầm ĩ. Gần đấy, có một con cáo đang ngủ. Nghe tiếng vịt kêu, cáo liền nhóm dậy. Nó lẩm bẩm: chà chà, vịt non ăn ngon lắm đấy. Hôm nay, mình sẽ được một bữa thịt vịt thật là ngon. Nói rồi, cáo đi nhanh ra phía bờ ao. Khi cáo vừa ra đến nơi, thì cũng là lúc vịt mẹ tìm thấy vịt sáng. Trông thấy vịt sáng, vịt mẹ vội vã dẫn vịt sáng nhảy tung xuống ao. Thế là vịt sáng thoát chết. Từ đấy, vịt sáng không bao giờ dám làm sai lời mẹ dặn.